Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy, phục vụ các lễ hội đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường thủy trong hoạt động vận chuyển khách trên sông. Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy trọng điểm như sông Mã, sông Chu, đồng thời yêu cầu lực lượng cảnh sát đường thủy tập trung kiểm tra những phương tiện chở học sinh và phục vụ chở khách đi lễ hội, du xuân đầu năm tại các điểm du lịch, đền chùa, trên dọc các tuyến đường thủy, xử lý nghiêm các vi phạm. Qua công tác tuần tra kiểm soát đã tập trung vào xử lý vi phạm đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông như là phương tiện không đăng ký đăng kiểm, người tham gia giao thông không có người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn, và đối với các thuyền viên và trong ca trực thì có sử dụng nồng độ cồn. Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các chủ phương tiện và hành khách đã có ý thức chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đường thủy xác định, về lâu dài cần phải tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường thủy cho người dân, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông. Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với công an huyện, rồi phối hợp với lực lượng công an đường sông, thường xuyên kiểm tra, thứ nhất là tuyên truyền, rồi giao trách nhiệm cho chủ đò. Để khi mà khách lên đò thì phải nhắc nhở để đảm bảo các cái điều kiện an toàn theo quy định. Được sự quan tâm nhắc nhở của chính quyền xã cũng như là cán bộ liên ngành thì chủ đò tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh. Cái việc là khách qua đò là phải cho mặc áo phao. Hai nữa là một khi mà có cái thông báo đưa cái chương trình mà lụt bão ở cái cấp mà không thể phục vụ được thì đò sẽ tuyệt đối đình chỉ để đảm bảo an toàn cho khách. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, kịp thời xử lý những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến thủy nội địa tại Thanh Hóa thời gian qua được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân và khách du lịch đi lại an toàn.